Và đây là trận đấu mà tất cả đều đã rất chờ đợi. Trận đấu để tranh chiếc đai vô địch của hạng cân 56kg giữa Kim Jin Min, võ sĩ người Hàn Quốc, và đối thủ của anh, đó là Robson Oliveira. Cả hai đều là những cái tên rất dày dặn kinh nghiệm trên các sân đấu MMA quốc tế. Robson Oliveira, gương mặt đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta, người đang tập luyện và thi đấu tại Việt Nam ở câu lạc bộ C88 MMA Club. Oliveira đã có những trận đấu tại giải võ thuật tổng hợp Việt Nam Lion Championship, và ngày hôm nay anh bước lên sàn đài để đối mặt cùng với Kim Jin Min. Robson Oliveira, võ sĩ người Brazil, là người ở góc đài đỏ, và Kim Jin Min là người ở góc đài xanh. Chiếc đài vô địch tạm thời hạng cân 56kg của UFC đang được nắm giữ bởi Kim Jin Min. Và bây giờ thì võ sĩ người Hàn Quốc sẽ phải bảo vệ nó trước sự thách thức từ Robson Oliveira. Oliveira đã áp sát được Kim Jin Min. Đây là trận đấu dự kiến diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Lầu kích rất tốt của Kim Jin Min. Hai võ sĩ đang chủ yếu đánh đứng vào lúc này. Kim Jin Min bắt được chân của Oliveira rồi. Thể hình của cả hai không chênh lệch quá nhiều. Và bây giờ Kim Jin Min đang áp sát và đẩy Oliveira vào thanh lồng. Nỗ lực takedown của Kim Jin Min đối với Robson Oliveira. Oliveira là võ sĩ từng 3 lần vô địch tại Brazil và nắm giữ chiếc đai đen của môn võ Brazilian Jiu-Jitsu. Oliveira thoát ra khỏi vị trí khó, và bây giờ thì Kim Jin Min mới là người cần phải phòng thủ trước tình huống single leg này tới từ Oliveira. Oliveira rất cố gắng để bốc Kim Jin Min lên, nhưng không thành công rồi. Tình huống xử lý mang hình ảnh của một võ capoeira tới từ Oliveira. Và một lần nữa anh lại áp sát được với Kim Jin Min. Oliveira lại cố gắng để bốc Kim Jin Min lên, nhưng sẽ là rất khó. Kim Jin Min lúc này đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Anh mang phong độ rất cao đến với Việt Nam ngày hôm nay. Một lần nữa thì Kim Jin Min lại bắt chân của Oliveira. Và võ sĩ Brazil đã thoát ra được rồi. Kim Jin Min vẫn không cho Robson Oliveira có thể thi đấu bằng sở trường BJJ của mình. Rất nỗ lực để đưa đối thủ xuống sàn, nhưng Oliveira đang chưa tìm ra được phương án hiệu quả để khiến cho Kim Jin Min phải đánh nằm cùng mình. Đã xuống sàn rồi. Và Robson Oliveira đã lấy được lưng của Kim Jin Min. Anh bắt đầu đưa chân vào thế. Mục tiêu đó là đòn khóa cổ sau rear neck choke. Nhưng đương nhiên Kim Jin Min, võ sĩ đã có 11 trận MMA chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ tìm cách để không cho Robson Oliveira đạt được mục tiêu của mình. Anh vẫn đang phòng thủ khá kín, bảo vệ tối đa sự an toàn cho vùng cổ. Và Kim Jin Min đã xoay người thành công rồi. Đó là đẳng cấp của nhà vô địch.
Kim Chi Minh hiện tại đang khóa được một tay của Rosson Oliveira và đẩy võ sĩ người Brazil vào một vị trí khó. Nỗ lực đánh nằm không thành công của Rosson Oliveira. Và bây giờ hai võ sĩ đã trở về với tư thế đánh đứng. Trận đấu này dự kiến diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Và thời gian còn lại của hiệp 1 là 10 giây. Đòn tay rất nặng của Kim Jin-bin. Lại áp sát. Và như vậy, thời gian không còn đủ để cho Rosson Oliveira thực hiện đòn khóa chân của mình. Trong đội ngũ trợ lý. Và đây là hiệp 2 của màn so tài để cạnh tranh cho chiếc đai vô địch hạng cân 56kg của Angels Fighting Championship. Oliveira né đòn rất hay. Hạ thấp trọng tâm và tìm cách để single leg. Bây giờ tới lượt Kim Jin Min. Single leg ngược trở lại và đó là một đòn gối rất tốt của Robson Oliveira để giúp anh thoát ra khỏi vị trí khó. Ngày hôm nay Oliveira đã gặp phải một đối thủ rất xứng tầm. Khả năng duy trì cự ly của Kim Jin Min là tuyệt vời. Combo hai đòn tay và một tình huống low kick tốt của Oliveira. Lại thêm một cú đấm chính xác nữa của Rosson Oliveira. Hai võ sĩ đang tập trung cho những tình huống đánh đứng của mình. Rất nhiều đòn tay thực hiện bởi Rosson Oliveira. Kim Jin Min bây giờ đang phải cố gắng để thủ lại khi anh bị ép sát vào thành lồng. Và Kim Jin Min đã ở một vị trí rất khó khăn rồi, anh không có những sự đáp trả nữa. Một seri đòn tay được thực hiện bởi Rosson Oliveira về phía Kim Jin Min. Tốc độ ra đòn của Oliveira là rất tốt. Liên tiếp là hai cú chắp chính xác của Oliveira. Và sau đó là những đòn phản công thiếu hiệu quả của Kim Jin Min. Tốc độ của Kim Jin Min đang là quá thua kém so với đối thủ vào lúc này. Sau một seri đòn phản nhận từ Oliveira thì Kim Jin Min đang bị suy giảm thể lực rất nhiều. Và chúng ta thấy những đòn đánh của anh có tốc độ vừa chậm lại vừa nhẹ. Và bây giờ thì Oliveira đã take down được đối thủ xuống sàn rồi. Quá chặt hai chân của Kim Jin Min. Hãy cùng chờ xem ý tưởng của Oliveira là như thế nào với vị trí này. Cố gắng để lấy lưng. Kim Jin Min đang để tay rất sát, cố gắng không để lộ tay. Nhưng bây giờ đã vào thế rear neck choke mất rồi. Kim Jin Min cố gắng để không rơi vào thế armbar thì anh lại phải đối mặt với rear neck choke. Đã khóa được cả tay cả chân. Kim Jin Min vẫn đang cho thấy sự gan lì của mình. Nhưng làm thế nào để vượt qua được con chân Anaconda này? Oliveira đã tạo ra thế khóa của mình rồi. Nhưng Kim Jin Min vẫn đang phòng thủ tốt. Rất hay do Kim Jin Min, anh đã thoát ra được khỏi thế rear neck choke. Vừa rồi thì tay của Oliveira chưa thực sự kẹp hẳn vào vùng cổ, vẫn ở cằm của Kim Jin Min mà thôi. Đã cố gắng vặn người. Oliveira đang vận hết sức để siết cổ của Kim Jin Min. Kim Jin Min có lẽ cũng đã kiệt sức rồi. Anh đã cố gắng điều hòa nhịp thở. Những phút giây cực kỳ khó khăn cho Kim Jin Min. Một phút cuối cùng cho hiệp đấu thứ hai này.
Và Kim Jin-min đã thoát ra khỏi việc bị Oliveira lấy lưng. Nhưng chúng ta thấy Kim Jin-min, võ sĩ người Hàn Quốc, đang rất mệt rồi. Oliveira chưa thể khóa tay được Kim Jin-min. Hơn 10 giây cho thời gian còn lại của hiệp 2. Hiệp đấu mà Robson Oliveira chiếm ưu thế hoàn toàn trước Kim Jin-min. Và như vậy thời gian hiệp 2 đã hết. Hiệp đấu mà Kim Jin-min đã cho thấy được sự ngoan cường của mình. Không nhiều võ sĩ có thể thoát ra khỏi thế khóa leg chop vừa rồi của Robson Oliveira. Nhưng Kim Jin-min là nhà vô địch hạng cân 56kg của UFC. Và anh cho thấy đẳng cấp cùng trình độ ấn tượng. Sự bình tĩnh, sự khôn khéo của Kim Jin-min trong từng động tác đã giúp anh vượt qua được những phút giây có thể nói là khó khăn nhất của trận đấu. Hiệp đấu thứ 3 và là hiệp đấu cuối cùng trong trận bảo vệ đài vô địch hạng cân 56kg AFC của Kim Jin-min. Anh đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn tới từ Robson Oliveira. Oliveira khởi đầu bắn 3 cú low kick liên tiếp. Quá tốt. Một cú thẳng tay sau chính xác bằng tay trái của Robson Oliveira. Oliveira ra đòn vừa nhanh vừa chính xác. Và anh thường nhanh hơn một nhịp so với Kim Jin-min. Lại áp sát tới từ võ sĩ người Brazil. Oliveira từng vô địch hạng cân 56kg 3 lần tại Brazil trước khi đến với Việt Nam. Rất nhanh đổi tư thế để bắt chân. Single leg tới từ Robson Oliveira. Và Oliveira đã lại một lần nữa đưa Kim Jin-min xuống sàn. Anh lấy được lưng của đối thủ. Và lại tìm cách để thực hiện đòn khóa cổ sau rear leg choke. Đã được tay vào thế rồi. Nhưng Kim Jin-min vẫn đang giữ nghiêng cổ để không cho cái tay của Oliveira có thể đi vào sâu hơn nữa. Rất kinh nghiệm. Lên được một tay rồi. Rồi hai tay. Nhưng chưa phải là một tư thế đủ để khiến cho Kim Jin-min phải xin tap out. Bây giờ là thế khóa tam giác. Nhưng ở thời điểm cuối hiệp 3 như thế này, thể lực suy giảm. Rất khó để Oliveira tạo ra một thế khóa tam giác hiệu quả. Rennick Chok vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong hiệp đấu thứ hai vừa qua thì Kim Jin-min thậm chí còn từng từ vị trí này lật ngược lại để có thể lên trên Oliveira. Nhưng ở
tình huống vừa rồi anh đã không thể làm được điều đó một lần nữa. Nhưng bây giờ thì Kim Jin-min lại có vị trí tốt hơn so với Robson Oliveira. Kim Jin-min rất hay. Liệu có đòn khóa triangle hay không? Thế khóa tam giác đang cố gắng được tạo ra bởi Robson Oliveira. Nhưng không thể thành công mất rồi. Chúng ta yêu cầu hai võ sĩ trở lại tư thế đứng. Single leg tới từ Oliveira. Thể lực của cả hai đã suy giảm rất nhiều rồi. Bây giờ đánh nằm sẽ không hiệu quả nữa. Bàn tay khá nặng của Oliveira. Nếu xét về mức sát thương thì Oliveira đang được đánh giá cao hơn vào thời điểm hiện tại. Kim Jin-min biết rõ về điều đó và anh đang cố gắng tấn công thật nhiều trong những giây còn lại của trận đấu này. Và trận đấu đã khép lại, hai võ sĩ không thể hạ nước ao được nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi tới kết quả từ các giám định. Nhưng rõ ràng đây là một màn so tài mà Robson Oliveira đã chứng tỏ mình nhiều hơn ở trên sàn đài so với người nắm giữ đai vô địch Kim Jin-min. Và xin chúc mừng Robson Oliveira. Chiến thắng bằng tính điểm không đồng thuận dành cho võ sĩ người Brazil đang thi đấu tại Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên sàn đài của The Grand Hồ Tràm Strip.